các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách làm một số trợ phương. Cách rang trà gạo lứt. Rang gạo lứt đến khi gạo vàng đậm, xong đổ vào nồi đậy kín cho đến khi nguội, rồi vô keo dùng từ từ. Cách rang trà đậu đỏ. Chọn loại xích tiểu đậu, đậu gạo, luộc sôi 1 phút trước khi rang. Rang tới khi đậu sậm màu, xong đổ vào nồi đậy kín cho đến khi nguội, rồi vô hũ dùng dần. Tất cả các loại đậu đều phải luộc sôi 1 phút trước khi nấu. Cách phơi lá trà 3 năm. Rửa lá trà bằng cách cho lá trà tươi vào nồi nước sôi, rồi vớt ra liền. Sau đó ủ một đêm phơi chỗ mát, ngày xốc lên 3 lần phơi khoảng 5 ngày. Lá trà khô cho vô bao, để chỗ khô ráo. Khi dùng, sau khử thổ bằng cách đổ lá trà đã rang thơm xuống nền gạch tàu, rồi hốt lên liền không được để lâu. Có thể mua 4 miếng gạch tàu nếu nhà không lót gạch tàu. Lá trà sau rồi để nguội bảo quản nơi thoáng mát. Trà 3 năm là lá trà già ít nhất 3 năm tuổi trên thân cây trà. Sau 3 năm, lá này mới hái xuống dùng làm trà. Cách nấu nước trà 3 năm. Cách 1, lấy 10 lá rửa sạch vò nát, cho vô bình thủy và đổ vô 750ml nước sôi. Hãm 15 phút, trà sẽ ra đủ chất để uống, giữ ấm uống cả ngày. Cách 2, nấu 10 lá trà đã rửa sạch sôi 10 phút, đổ nước trà vô bình thủy giữ nóng, bỏ lá trà. Ha ha ha, 温三摩地索